trình bình luận của Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Trong trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin mà trước đây Vũ Quang đã từng cả kia đấy, là kết quả cuối cùng thì tập thể phương Tây sẽ đi theo gì ạ? Sau chủ nghĩa thôi. Thì ngày hôm nay nó có một cái thông tin đó là gì ạ? Mỹ đang trượt dài trên con đường thất bại. Mỹ đang trượt dài trên con đường thất bại của chủ nghĩa tư bản và bước sang một giai đoạn mới là áp dụng mô hình của chủ nghĩa xã hội. Đấy. Còn đối với Pháp thì tuyên bố rằng việc tập thể phương Tây tăng cường viện trợ vũ trang cho Ukraine là tội ác chiến tranh. Càng ngày có càng có nhiều thông tin nó nằm trong cái tình cảnh như thế này. Đáng lẽ ra theo anh em Vẹn Vàng thì là phải lên án Nga, nhưng mà loanh quanh thì dư luận phương Tây thì họ lại tăng cường tần suất để lên án Mỹ và NATO, chứ không phải là lên án Nga mà lên án Mỹ và NATO. Mẹ, thế nó mới buồn như này. Theo như học thuyết của phương Tây thì Nga là người đi xâm lược. Theo học thuyết của anh em Vẹn Vàng thì Nga là kẻ độc tài cần phải tiêu diệt. Đấy. Đương nhiên hai học thuyết này nó là một, bởi vì đều do Mỹ và Anh đẻ ra mà. Thế nhưng để rồi sau hơn một năm diễn ra xung đột, chiều hướng dư luận của thế giới thì người ta lại đứng về phía Nga chứ không phải đứng về phía phương Tây. Con số báo cáo của Hoa Kỳ cho thấy 85% dân số thế giới hướng tới chủ nghĩa của Nga, đó là chủ nghĩa đa phương. Mà quần chúng nhân dân ở châu Âu là đồng minh chứ ở Hoa Kỳ. Các cuộc tuần hành biểu tình đã diễn ra trong suốt hơn một năm. Các chương trình phản đối chiến tranh cũng diễn ra, nhưng đều trên lập trường là ủng hộ cho ngài Putin và phản đối Mỹ và NATO. Thế nó mới chán đấy nhỉ. Đây rõ ràng nó là một nghịch lý. Nhưng mà nghịch lý này nó đang đi theo nhỉ? Theo tiến trình phát triển của xã hội, của đất nước, của nhân loại. Cho nên là Hoa Kỳ đã bại trận, đã thất bại ở trên tất cả các mặt trận và đang trượt dài thất bại trước một gấu Nga trỗi dậy. Thì trượt dài thất bại nên làm thế nào? Gia hạn trần nợ công đã được, đồng đô la mất giá là việc của đồng đô la mất giá. Cái quan trọng ngày hôm nay của Hoa Kỳ cần là gây sức ép cho phần còn lại thế giới. Nhưng mà càng gây sức ép cho phần còn lại thế giới thì phương Tây càng trượt dài thất bại. Trượt dài thất bại thì phải áp dụng mô hình của xã hội chủ nghĩa để vươn lên dẫn đầu về các nền kinh tế. Đã thế, trong lúc khó khăn nhất, tập thể phương Tây buộc phải áp dụng những cái chủ nghĩa người ta gọi là ưu việt nhất để thay đổi cán cân quyền lực của mình. Hoa Kỳ học theo đặc điểm chính của Liên Xô. Không biết là anh em miền Tây có mang cờ ba que đấy, đi tới để phản đối chính quyền Hoa Kỳ không? Rằng tại sao đến ngày hôm nay lại đi học đặc điểm chính của Liên Xô làm gì? Áp dụng mô hình chính của Liên Xô để làm cái gì? Liên Xô là lạc hậu, đúng không? Là lỗi thời cơ mà. Mẹ nghe bọn ma que nó nói kinh lắm. Đến Hoa Kỳ còn chưa bao giờ nói rằng chủ nghĩa Mác Lênin là lỗi thời, là lạc hậu. Bởi vì chủ nghĩa Mác Lênin ra sau chủ nghĩa tư bản. Phương Tây chỉ dám dùng một từ duy nhất thôi, Liên bang Xô Viết, cùng với các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản, là đi theo chủ nghĩa độc tài thôi, chứ không bao giờ dám tuyên bố rằng là những quốc gia đấy là lạc hậu, là lỗi thời. Bởi vì chính bản thân họ đang phải sử dụng chủ nghĩa Mác Lênin để vận hành xã hội, để phát triển kinh tế mà đi, đúng không? Thì làm sao dám nói là lỗi thời và lạc hậu được. Chỉ có ba que mới nói câu đấy thôi. Và đến ngày hôm nay bỗng dưng chủ nghĩa lạc hậu và lỗi thời bắt đầu được áp dụng vào mô hình của Hoa Kỳ. Chính quyền Mỹ đang chuyển nền kinh tế sang chế độ kế hoạch, giống như là các kế hoạch 5 năm của Liên Xô trước đây. Tác giả bài viết trên tạp chí của Nhật Bản
chia sẻ và bình luận về việc này. Hay, hay, hay. Cuối cùng thì phương Tây cũng phải quay về xã hội chủ nghĩa thôi, đúng không? Theo tác giả thì quá trình chuyển đổi như vậy được thực hiện thông qua việc trợ cấp cho một số ngành phát triển mà nhà nước quan tâm, cũng như là khuyến khích người mua ở Mỹ sử dụng sản phẩm nội địa của các ngành này. Đây cũng là một trong chính sách gây bất lợi cho châu Âu, đang gây bất lợi cho châu Âu. Và nó sẽ là quá trình thúc đẩy châu Âu đi theo mô hình của Liên bang Xô Viết. Mẹ chết giả. Mô hình hợp tác xã đang áp dụng ở châu Âu rồi. Mô hình hợp tác xã là áp dụng ở châu Âu rồi, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề của Mỹ ngày hôm nay ấy, trong cái chính sách trợ cấp ấy, thì có thể thúc đẩy nhanh hơn nữa châu Âu đi theo mô hình của xã hội chủ nghĩa. À, hay mẹ anh em vẹn vào những ngày hôm nay là sáng mắt gì nữa đó. Mẹ đu càng đi xong bảo là chủ nghĩa tư bản là tuyệt vời, là khai phóng. Mẹ loanh quanh khai phóng ngày hôm nay, thế quái nào khai phóng về xã hội chủ nghĩa. Khi mua một ô tô điện này thì người Mỹ đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp liên bang là 7.500 USD để quảng cáo cho loại xe này. Tuy nhiên, việc đó không áp dụng cho xe của các nhà sản xuất Nhật Bản, châu Âu, Hàn Quốc. Trợ cấp chỉ dành cho mua xe chạy bằng điện của các công ty Mỹ. Có công ty Mỹ như là Ford, thế là đây là chính sách bảo hộ trắng trợn đối với các công ty trong nước, trong đó không có cạnh tranh tự do cũng như là nguyên tắc thịnh vượng. À, nguyên tắc thị trường và thịnh vượng chung của thế giới. Đây là chính sách bảo hộ đấy. Nó chính là chính sách bảo hộ đấy. Đúng không? Một ví dụ khác được tác giả lấy làm dẫn chứng là vào tháng 10 năm 2022, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản trợ cấp 2,8 tỷ USD để mở rộng sản xuất pin nội địa dùng cho xe điện. Đây đều là những chính sách mà thời Liên bang Xô Viết đã sử dụng rộng rãi trong không gian Liên bang Xô Viết và các nước xã hội chủ nghĩa. Anh em vẹn vàng phải phản đối ngay. Tại sao lại áp dụng những cái chủ nghĩa lạc hậu lỗi thời đến từ chủ nghĩa Marx Lenin này là không được rồi, không ổn rồi. Mẹ, kinh tế xã hội là đang lan rộng ở khắp Hoa Kỳ và châu Âu đấy. Với sự trỗi dậy của Trung Quốc này, nước Mỹ trụ cột của thương mại tự do đang nghiêng về phía kiểm soát ngăn chặn. Bức màn sắt mới ngăn chặn Mỹ-Trung do phương Tây hạ xuống chứ không phải phương Đông, và bức màn này đang bắt đầu ngăn chặn dòng chảy tự do và việc buôn bán các sản phẩm công nghệ, dịch vụ và nhân sự. Theo một nghĩa nào đó thì đây là sự thất bại của các giá trị phương Tây. Đây là sự thất bại của các giá trị phương Tây. Các giá trị phương Tây là các giá trị độc tài, giá trị nô lệ, tư bản bảo hộ, chứ không phải là giá trị tự do như bản thân phương Tây vẫn quảng cáo. Sự tự do của phương Tây đang rộ lên, nó chỉ là công cụ để xây dựng xã hội dân sự, kìm nén phần còn lại của thế giới và ép buộc phần còn lại của thế giới tuân theo mệnh lệnh của Hoa Kỳ để giữ vị trí siêu cường của Mỹ, quyền bá chủ của Mỹ, chứ không phải giá trị công bằng, dân chủ, tự do. Cụ thể thì đạo luật chống lạm phát được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký vào tháng 8 năm 2022 quy định việc mở rộng trợ cấp thuế cho việc mua xe điện được lắp ráp ở Bắc Mỹ và sử dụng pin sản xuất tại Hoa Kỳ từ vật liệu trong nước. Văn bản quy định là phân bổ 370 tỷ USD để phát triển năng lượng sạch và đạt được các mục tiêu bảo vệ khí hậu, 64 tỷ USD để giảm giá thành thuốc men và bảo hiểm y tế. Đạo luật này nhằm tăng đầu tư của Hoa Kỳ vào lĩnh vực nói trên. Và việc này cũng đang bóp nghẹt nền kinh tế của châu Âu, mất đi sự cạnh tranh của chính đoàn lục địa. Châu Âu đã từng lên án về chính sách này của nước Mỹ, nhưng ngày hôm nay thì người ta mới thấy rằng đây là mô hình xã hội chủ nghĩa từng bước được chính quyền Biden học hỏi và áp dụng.
Nhưng mà trong cách thức học hỏi và áp dụng của Hoa Kỳ thì vẫn đang mang tính chất là bảo hộ cho giới tư bản ở tại Hoa Kỳ, giữ lại giá trị của Hoa Kỳ và mất đi giá trị tự do thương mại trên thế giới. Và khi mất đi tự do thương mại trên thế giới thì Hoa Kỳ tiếp tục lại thất bại trong chủ nghĩa bảo hộ độc đảng, chứ không phải là bảo hộ như xã hội chủ nghĩa tạo ra giá trị công bằng, dân chủ, tự do, cạnh tranh lành mạnh. Nó khác nhau xa đó. Đó. Vậy kết quả cuối cùng của tập thể phương Tây khi sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa đơn cực sẽ lại tập trung sang Liên bang Nga, tập trung sang Việt Nam để học về cách thức lãnh đạo của chủ nghĩa Mác Lênin. Cái thứ đấy thôi. Ngày hôm nay sau hơn một năm rồi, còn cái gì để bàn luận nữa đâu. Sự thất bại của Mỹ và NATO nó quá rõ ràng ở trên chiến trường Ukraine rồi. Như là nhà hoạt động của Pháp gọi việc Paris cung cấp vũ khí cho Ukraine là tội ác. Đây chính là tội ác của tập thể phương Tây khi tiếp tục tăng cường viện trợ vũ trang cho Ukraine nhằm chống lại Nga. Nhà hoạt động người Pháp khi đang ở Donetsk luôn đó, nói rằng là công việc của Pháp cung cấp vũ khí cho Ukraine là tội ác chống lại người dân, truyền thống và lịch sử của nhân loại. Ví dụ khi tôi ở đây này, tức là ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk ấy, tôi nhìn thấy những đứa trẻ bị thương và thấy những đứa trẻ có cha mẹ đã qua đời. Tất nhiên tôi cảm nhận điều đó giống như một người cha. Vì vậy tôi hy vọng nếu không phải trên mặt đất thì là trên trời. Trên trời này, họ là những người cung cấp vũ khí sẽ phải trả một giá vì điều này. Cung cấp vũ khí là một tội ác thực sự. Họ biết rất rõ rằng số đạn dược đó không chỉ dùng để chống lại binh lính mà còn chống lại đó là trẻ em, phụ nữ và người già ở tại Ukraine. Và phương Tây đang tăng cường tội ác chống lại dân thường ở tại Ukraine ngày hôm nay và gia tăng thúc đẩy tội ác của Ukraine gây ra đối với nhân dân Ukraine. Phương Tây đang leo thang viện trợ vũ trang Ukraine trên con đường tạo dựng tội ác và thảm họa nhân đạo. Nhưng mà họ đâu có nói rằng đây là tội ác nhân đạo, mà họ nói rằng việc viện trợ vũ trang của phương Tây là bởi vì Liên bang Nga đang cố gắng phá đi không gian đơn cực, đang đánh mất đi quyền ăn cướp tập thể của phương Tây, đang cố gắng để tạo ra một thế giới độc lập tự do mà không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Cho nên tập thể phương Tây cần phải đoàn kết để chống lại một Liên bang Nga độc tài. Đó. Cho nên là những nhà hoạt động ở phương Tây ấy, đang đi ngược lại quyền lợi của nước Mỹ. Và chính những con người đấy được coi là những kẻ bưng bô cho Liên bang Nga ấy. Và theo luận điệu của Vẹn Vàng thì đó là thành phần Nga con. Đó là thành phần Nga con. Như là bản thân sĩ quan thủy quân lục chiến Ritter ấy, cũng là Nga con ấy. Các cựu lãnh đạo của Mỹ Âu cũng là Nga con. Những nhà lãnh đạo diều hâu của châu Âu đang gật đầu làm chư hầu cho Hoa Kỳ thì được coi là những vị anh hùng sáng suốt đang hỗ trợ cho thảm họa nhân đạo diễn ra tại Ukraine và tăng cường hỗ trợ chính quyền Kiev cải tổ bộ máy để biến mình trở thành chủ nghĩa phát xít toàn diện, thì họ đang hô hào hỗ trợ. Trong khi đó thì có những người phương Tây hiểu rằng là leo thang xung đột ở Ukraine là không thể chấp nhận được, vì đây là con đường để phục vụ quyền bá chủ của Mỹ. Đà leo thang gắn với việc cung cấp vũ khí cho Kiev là không thể chấp nhận, và nhiều người ở phương Tây hiểu điều này. Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố, tất nhiên đây là sự leo thang không thể chấp nhận. Tôi nghĩ rằng ở phương Tây vẫn có những người hiểu điều này, nhưng mọi thứ lại do Washington, London và các chư hầu của họ ở bên trong Liên minh châu Âu là những người chỉ định, còn lại là không dám hành động
theo cái quyết định của đất nước và của nhân dân mình. Ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với lại báo chí này dành cho chương trình Maxiva và Điện Kremlin Putin của kênh truyền hình 1 của Nga đấy, bình luận câu hỏi đâu là giới hạn leo thang trong bối cảnh tiếp diễn viện trợ vũ khí cho Ukraine. Thì không có giới hạn mà phương Tây đặt ra, mà chỉ có tăng cường viện trợ vũ trang cho Ukraine và gia tăng leo thang xung đột để làm sao xung đột sẽ rời khỏi biên giới của Ukraine là con đường mà phương Tây đang thực hiện và hỗ trợ cho Ukraine ngày hôm nay. Và họ càng hỗ trợ thì họ càng trượt dài trên bước đà của sự thất bại toàn diện. Trên các mặt trận ngày hôm nay, tập thể phương Tây chỉ thấy có sự thất bại mà không thấy có sự đo thành công. Kể cả là về vấn đề răn đe dọa đối với lại Liên bang Xô Viết, Liên bang Nga và không gian của Liên bang Nga liên quan đồng minh của Nga đấy. Về mặt trận kinh tế và địa chính trị ngoại giao, Hoa Kỳ cũng đang thất bại. Đang trước đà thất bại thì Beirut nêu kết Nga có thể đặt vũ khí hạt nhân tại các nước Liên bang Xô Viết cũ, không gian Liên bang Xô Viết cũ. Tổng thống Beirut Lukashenko nêu cách để các nước Liên Xô cũ có thể gia tăng khả năng phòng vệ bằng cách cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Đây cũng gọi là một động thái mà Beirut gửi lời cảnh báo tới việc bành trướng của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không bao giờ muốn vũ khí hạt nhân của Nga rời khỏi biên giới của mình, kể cả là việc đặt vũ khí hạt nhân ở tại Kaliningrad. Thì bản thân Hoa Kỳ cũng không muốn điều đó. Thế nhưng Hoa Kỳ cũng hiểu là vũ khí hạt nhân chiến thuật đã có mặt ở Kaliningrad rồi. Khi mà dao găm của Nga, vũ khí chiến thuật của Nga như là Iskander và dao găm đấy, đã có mặt ở tại Beirut thì có nghĩa là câu chuyện hạt nhân, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã có mặt ở đây rồi. Đó. Và ngày hôm nay chúng ta biết rằng là Nga tăng cường thêm hệ thống S-400 triển khai ở tại Beirut trước cái tình thế động thái mới đang diễn ra ở tại Kharkov đấy. Theo nguồn tin tình báo của Anh thì gần 1.000 xe tăng của Nga đã xuất hiện ở tại biên giới Kharkov, mà ngày hôm nay thì tiếp tục F-400 xuất hiện ở tại Beirut. Đây được coi là một động thái và kịch bản gây chú ý cho cộng đồng quốc tế. Nga đang có kế hoạch để mở rộng chiến dịch và chuẩn bị cho một mặt trận ở phía Bắc và kiểm soát Kharkov, tạo dựng cho Nga một cái đà tiến công thuận lợi hơn và chia nhỏ lực lượng vũ trang Ukraine trên toàn chiến tuyến. Đây là cách thức chia nhỏ binh sĩ và hỏa lực của Nga, của Ukraine theo cách và kế hoạch của Nga đang đặt ra. Và cũng là một mối lo rất lớn đối với lại tập thể phương Tây trên con đường hỗ trợ và viện trợ cho Ukraine. Một thách thức rất lớn không hề nhỏ. Sau hơn một năm, tập thể phương Tây đã đồng loạt viện trợ, đồng loạt áp đặt các lệnh trừng phạt, dùng cỗ máy truyền thông khổng lồ để tuyên truyền hạ bệ bằng mọi giá và tung hô bằng mọi cách cho giá trị của phương Tây. Thì người ta chỉ thấy sau 15 tháng, giá trị của phương Tây đã và đang không còn hoạt động ở những vùng đất rộng lớn trên thế giới. Ngay kể cả trong lòng châu Âu thì người ta cũng không còn hoạt động theo giá trị của Hoa Kỳ nữa, mà đang cố gắng để chậm trễ thực hiện mệnh lệnh của nước Mỹ, chờ đợi Nga có được một chiến công khải hoàn ở tại Ukraine. Khi mà chiến công khải hoàn ở tại Ukraine có thể là một thời điểm mà tập thể châu Âu sẽ vùng dậy để giành lại quyền độc lập và tự chủ của mình, như các vị chuyên gia chiến lược quân sự và địa chính trị thế giới phương Đông phương Tây đã bình luận là Nga sẽ là quốc gia giành lại quyền độc lập tự chủ cho châu Âu, giành lại quyền độc lập tự chủ cho châu Âu. Và tập thể phương Tây dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ cùng pháo đài NATO sẽ tiếp tục dương mắt đếch để nhìn gấu Nga hành động về những việc làm đó. Nga cũng đã tuyên bố rằng chưa thực sự chiến đấu hết mình ở tại Ukraine, cũng là một thông điệp gửi tới cho tập thể phương Tây. Còn những thứ gì có thể chống lại Nga
thì tung hết vào trong Ukraine đi. Chứ bối cảnh như hiện tại là nó không có lợi cho Mỹ, không có lợi cho châu Âu, chẳng có lợi cho NATO, mà càng làm cho Ukraine suy kiệt về nguồn nhân lực, dân số thì sụt giảm, đất đai thì mất vào tay của Nga. Và đến một ngày đẹp trời, Nga có thể phát động chiến dịch quân sự đặc biệt mở rộng. Lúc đó phương Tây không thể thay đổi được những quyết định mới đến từ Liên bang Nga. Không thể thay đổi được. Hoa Kỳ thì là kẻ chủ động kéo dài xung đột. Còn Liên bang Nga là người tương kế tiểu kế để biến cái kéo dài xung đột đấy trở thành đầm lầy cho chính phương Tây. Và đến ngày hôm nay chúng ta đã thấy tập thể phương Tây đã xa lầy ở tại Ukraine. Đó. Trong những ngày gần đây, phương Tây chỉ biết rằng Nga đang thực hiện một cái chiến thuật, đó là tập kích tên lửa và UAV quy mô lớn tấn công vào thủ đô Kiev. Còn Kiev vẫn tiếp tục tuyên bố phương Tây rằng chúng tôi đã bắn hạ hầu hết UAV và các tên lửa tầm xa của Nga. Mặc dù phương Tây nghe tin thì như vậy, đưa tin như vậy, nhưng thừa biết rằng mỗi một lần Liên bang Nga mà quyết định tấn công thì những mục tiêu đặt ra đều bị xóa sổ. Nó được cho là hệ thống tình báo của Nga là quần chúng nhân dân Ukraine, và định vị được gửi ra ngoài là sự thất bại toàn diện cho sự viện trợ của Mỹ và EU cho Ukraine. Và sự thất bại này nó vẫn còn nguyên trong Ukraine. Nếu còn tiếp tục chi viện vào trong Ukraine thì nó còn tiếp tục bị xóa sổ. Con đường Hoa Kỳ gây sức ép cho Nga và phần còn lại của thế giới, người ta nhìn vào trên tất cả các mặt trận đều thấy sự hụt hơi đuối sức, chứ không thấy cái thế thượng phong của Mỹ và Âu, không như thế thuận lợi cho chủ nghĩa đơn cực, mà chỉ thấy sự bất lợi cho chủ nghĩa đơn cực trên tất cả các mặt trận. Cho đến tận ngày hôm nay, người ta rất quan tâm tới những vũ khí kỹ thuật của phương Tây đang viện trợ cho Ukraine, và họ cố gắng tìm xem đâu là vũ khí đang thay đổi cục diện cuộc chơi sau những lời hô hào của phương Tây cùng với Ukraine. Nhưng người ta không thấy có một dòng vũ trang nào đưa vào cho Ukraine mà thay đổi cục diện cuộc chơi cả. Patriot đưa vào trong Ukraine nó càng thể hiện là một vũ khí tiêu hao tiền bạc vũ trang lớn nhất mà bản thân Mỹ không thể gánh chịu nổi. Mỗi một quả có giá trị là 3 triệu đô. Mà để rồi 3 triệu đô đấy để tấn công vào những mục tiêu chỉ có giá trị vài chục ngàn đô, thậm chí là chỉ chục ngàn đô. Đó là những quả bom dẫn đường, đó là những quả bom lượn đấy. Hoặc là buộc phải tấn công vào những UAV thông qua hệ thống laser. Còn nếu không, Nga sẽ đăng xuất bằng 3 triệu. Sau khi Nga tấn công và đăng xuất một hệ thống 3 triệu thì đến thời điểm hiện tại, Ukraine cùng phương Tây không còn cái hô hào về giá trị tuyệt vời của 3 triệu nữa. Có M16 thì có thể thay đổi được cục diện trên chiến trường, đúng không? Nga cũng đang chờ đợi 3 triệu M16 đi vào trong Ukraine đấy. Nga đang chờ đợi đấy. Vì cái điểm yếu của 3 triệu ấy, nó cũng lại có một hệ thống radar dễ để cho hệ thống của đối phương phát hiện từ xa. Mẹ thế mới khổ. Tức là hệ thống radar của F-16 nó gần giống tương tự với lá chắn phòng không của 3 triệu ấy. Mẹ nhục thế chứ nhỉ. Cho nên đó là một yếu điểm. Tức là F-16 chưa kịp để tiến gần tới mục tiêu của đối phương thì nó đã bị bắn hạ và phát hiện rồi. Tức là bị phát hiện rất là xa rồi. Đây là lời cảnh báo của những phi công lái máy bay F-16 chia sẻ với lại báo chí đấy. Và đây được coi là con đường thất bại tuyệt vọng của Hoa Kỳ khi quyết định chuyển giao F-16 cho Ukraine, mà lại là chuyển giao F-16 thế hệ lỗi thời chứ không phải hiện đại nhất.
không hiện đại nhất. Một mai chúng ta sẽ thấy tên lửa tầm xa của Đức, lá chắn phòng không mới của Đức, tên lửa tầm xa của Canada, tên lửa tầm xa của Pháp được Nga hạ ở trên bầu trời Ukraine, giống như hạ tên lửa dẫn đường tầm xa của Anh. Thực ra Ukraine cũng bực mình lắm rồi chứ, đúng không? Sử dụng khí tài của phương Tây loanh quanh bất cập ở ngoài chiến trường, bỏ lại thì không được mà mang về thì không xong. Mẹ bây giờ dùng tới cả gần 20 quả tên lửa của Anh rồi, chỉ có 1-2 quả trúng mục tiêu thôi, còn lại bắn hạ hết. Mẹ nó nhục, nó quá nhục luôn. Bản thân hệ thống IMAD trong mấy tháng gần đây càng dùng Nga càng đánh hạ, càng dùng càng chạch mục tiêu, cấm có một kết quả nào nói rằng hệ thống IMAD khai hỏa đã đăng xuất một hệ thống nào đó của Liên bang Nga, hoàn toàn không có. Mà chỉ thấy hàng chục HIMARS bị Nga xóa sổ ở trên bầu trời Ukraine, hoặc là nó bay lệch hướng mà làm cho phương Tây và giới chuyên gia nghiên cứu ra HIMARS đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với HIMARS ở trên chiến trường. Vậy mà trước đó nó cũng được coi là vũ khí thay đổi cuộc chơi đấy. Nó được coi là vũ khí thay đổi cuộc chơi đấy. Tên lửa tầm xa của Anh vừa ấy mang vào, nó đã được hô hào là vũ khí thay đổi cuộc chơi rồi. Nhưng đến ngày hôm nay người ta chẳng dám nói nó là vũ khí thay đổi cuộc chơi nữa. Ngay như một cái cuộc tập kích quy mô lớn của Nga và Ukraine, thì Ukraine có tuyên bố là bắn hạ 50 UV của Nga tấn công thủ đô Kiev. Ukraine thì có cái gì không tuyên bố là bắn hạ đâu, bắn hạ suốt. Sau tuyên bố bắn hạ là sự tổn thất rất lớn ở trên nhỉ, ở trên lãnh thổ của Ukraine, tuyên bố bắn hạ nhiều lắm, nhưng mà sau đó tổn thất cũng lớn lắm, tổn thất là rất lớn dành cho Ukraine. Nhưng cái mà phương Tây, cái mà Ukraine tuyên bố là bắn hạ những hỏa lực của Liên bang Nga là được đỡ bằng những cơ sở vật chất hậu cần năng lượng hoặc là sở chỉ huy đặt trên lãnh thổ của Ukraine, và hỏa lực của Nga đều hạ xuống những khu vực như vậy. Đó, đều hạ xuống những chỗ như vậy, được gọi là sự thất bại tương đối lớn của tập thể phương Tây khi cố gắng để tìm mọi phương thức đánh bại Nga trên chiến trường, thì càng tạo ra sự thất bại đối với Mỹ và NATO, đối với Mỹ và châu Âu. Việc nâng trần nợ công của Hoa Kỳ đang tạo ra mối đe dọa dành cho châu Âu, đó là hệ thống ngân hàng của họ sẽ bị sụp đổ, lại một loạt các ngân hàng sẽ được sáp nhập lại với nhau trước cái đà thất thủ của Mỹ trên mặt trận đó là tài chính. Còn châu Âu thì đang đối diện với một kịch bản thành phần phát xít trở về từ Ukraine sẽ lợi dụng vào những người biểu tình bạo loạn để kích hoạt lên một chương trình biểu tình quy mô lớn nhằm chống lại chính quyền của châu Âu, chống lại chính về cái chủ nghĩa tư bản của phương Tây, khi mà họ không thể giúp ích được cho chủ nghĩa phát xít có được một kết quả nào đó trong xung đột Nga và Ukraine. Mà người ta chỉ thấy họ càng hô hào về một chiến công, họ càng hô hào về việc hỗ trợ cho Ukraine, thì binh sĩ cũng như là nguồn nhân lực của Ukraine ngày càng bị cạn kiệt, là một thực tế thất bại trên chiến trường. Bởi vì phương Tây chưa có một kế hoạch hỗ trợ cho Ukraine có được một chiến công trước Liên bang Nga từ đầu chiến dịch cho đến bây giờ, và các gói viện trợ cho Ukraine luôn chậm trễ hoặc mang tính chất nhỏ giọt, mặc dù các gói viện trợ hô hào là trị giá hàng chục tỷ đô la, nhưng nó không được chuyển giao cùng một lúc đi vào trong Ukraine, dẫn tới binh sĩ Ukraine luôn bị đói đạn pháo và thiếu khí tài tương xứng ở trên chiến trường. Cái vấn đề nằm chỗ đấy. Cho nên là châu Âu đang lo ngại và những người theo chủ nghĩa phát xít họ sẽ trở về và khuấy đảo triều chính của châu Âu. Đó, đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ và có đôi lời bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.